Fortuner anh chị, một con xe huyền thoại mà rất nhiều người mơ ước, kể cả Tâm cũng đang mơ ước nha. Nhưng mà mình làm kinh doanh mà giờ nhiều xe quá rồi, giờ nhà có mấy xe rồi, đâu có chỗ được để chứa nữa đâu, mà phải nhường lại cái đam mê này cho khách hàng. Thì Tâm nói vậy đó, nếu mà ai thật sự đi tìm Fortuner thì đây là một cái sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi, không thể nào hoàn hảo hơn nữa nha anh chị. 2020 đăng ký 2021, form cùng form với 2223 nha anh chị. Anh chị lưu ý nè, nó có cái đèn xi nhan ở dưới đây và đèn led là form mới, còn đèn bi cầu không có đèn led, không có đèn xi nhan dưới, đèn dưới đèn gầm á là đèn tròn là form cũ. Anh chị lưu ý nha, xe này là sản xuất năm 2020, đăng ký và lăn bánh 2021, chạy được 13.800 cây, cho nó là 14.000 đi nha. Nước sơn zin của nó là 99,9%. Nói chung là sơn zin nguyên xe, chưa tuốt chỗ nào. Xe rất rất là mới nha anh chị. Tâm bán xe này cho anh chị là với một cái mức giá là yêu thương nha, giá yêu thương 935 triệu. 935 triệu là con Fortuner 2020 đăng ký 21, màu trắng ngọc trai, máy dầu số tự động. Đó, máy dầu số tự động nha anh chị. Động cơ là 2 chấm, xe này hình như là 2.4 2.5 gì đó, 2.4 2.5 gì đó. Nó có một một là dòng này với một dòng 2.8 nữa, mà 2.8 nó hiếm lắm. 2.8 là hai cầu, nó hiếm lắm anh chị. Hiếm xe. Anh chị thấy cái xe nè, nó mới ơi là mới luôn. Chất xe thì Tâm bao cho nhà mình luôn nha. Bao chét tét mọi hình thức, mọi kiểu, mọi mọi cách luôn. À, 2020 đăng ký 2021, 14.000 cây số. Quá mới anh chị ơi. Fortuner máy dầu số tự động. Động cơ là 2.5. Bản full nhất rồi nha anh chị, còn một bản ha, hai cầu nữa, full hơn nữa. Cái này là 4 thắng đĩa ABS nè, đèn led led trước led sau hết. Quá mới anh chị ơi, 14.000 cây. Xe máy dầu mà 14.000 cây, ông này cũng chùm mền không, không có đi. Rồi cho anh chị coi nè. Bánh là chưa hề mở nha. Đát lớp, đát vỏ nè. Nội thất ghế da nè. Này là bản full nha anh chị, nó có đề nổ xì ta top, 7 túi khí an toàn nè, ga tự động glow control nè, màn hình cam ve nè, nhiều 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 lắm luôn, rất là nhiều tính năng, máy lạnh auto nè, ghế da, ghế lái chỉnh điện. Rồi anh chị coi ha, đây là đát vỏ và vỏ nè. 2020 đăng ký 21 nha, 14.000 cây số nha anh chị. Mâm không có vết trầy ha anh chị ha, đĩa nè, nhìn cái đĩa là biết ha. 935 triệu nha anh chị. Đừng có đem cái xe Tâm đi so sánh với cái xe trăm mấy chục ngàn nha anh chị, tội lắm. Xe này là 14.000 cây số, gốc số Bình Dương, một chủ mua mới. Dòng xe nhiều tiền thì phải chép test mới được nha, chứ không có nói bằng miệng được nha anh chị. Cái gì cũng phải là có giấy tờ sổ sách đàng hoàng. Đây. 3620 3620. Đát lớp, đát vỏ, bánh chưa mở. Mới lắm, cái đĩa nè. Đó anh chị nhìn cái đĩa, nhìn cái đĩa, nhìn cái heo là biết xe chạy nhiều kỹ ít nha. Nó nhiều cái tính năng nó gom lại mới biết được cái xe chạy nhiều kỹ ít. Cái này thì Tâm bao mới rồi đó. Ốc nháy là còn chấm sơn hết. Màu trắng ngọc trai, màu này là một trong những màu hot hot nhất của Fortuner nha anh chị. Thời điểm trước xe này phải mua từ 1 tỷ mấy mới có, mua lại á. Còn mua mới thì khoảng 1 tỷ 250. Xe này giờ Tâm bán 935 triệu. Anh chị đến tại công ty xem xe nha. Xe thì đã được về công ty rồi, xe như mới. Nói chung là xe hơi mà xe máy dầu mà 14.000 cây thì chẳng khác gì xe đang ru đai anh chị. Cái xe này là rất là mừng ở chỗ là em nó còn cần nỉ, chứ mà đưa vô mấy ông nội bọc da ghế cái mấy ông bài vẽ lên 5D cái uổng lắm luôn, uổng lắm luôn, không có gì làm không được hết, nhưng mà lên 5D nó uổng phí đi. Lẫy số thể thao nè, công tắc đèn nè, công tắc đèn nè, cục cục vô số nè, mới lắm. Cảm biến nè, 14.000. Gặp gương dĩ nhiên rồi, lạnh quá lạnh luôn, teo luôn.
Để tâm lao cái kiến sơ cái gửi lại chỉnh điện sản xuất 2020 nha anh chị. Form mới này nha, đăng ký và lăn bánh 2021, có nghĩa là phải từ tháng 11, tháng 12, 2020 thì nó mới ra form mới. Còn nếu mà giữa 2020 vẫn là form cũ thì nó xấu, form mới thì nó đẹp. Bởi vì mua cái xe form mới, form cũ nó lệch giá nhiều lắm anh chị. Trời, cái xe này lên thấy mà không ghiền nữa thôi, nó mới tinh nè. Mới đúng mức luôn anh chị ơi. 935 nha, 935. Anh chị cứ tham khảo thị trường đi. Bên Tâm bán coi có hợp lý không? Hợp lý thì ủng hộ Tâm nha. Và nhớ lưu ý là một điều là xe này có 14.000 cây số thôi nha anh chị, 1,4 vạn á, 14.000 cây số. Bao chế test sai lầm tăng Tâm chịu hết. Bởi vì bán xe lướt này là phải có tiếng nói và nó đi đồng hành cùng với cái uy tín và cái thương hiệu của công ty, chứ không phải là cứ muốn nói gì đó nói, muốn tua gì đó là tua, thôi dẹp nghỉ. Mới lắm. Nhạc sập sình cực kỳ hay. Được dán phim cách nhiệt rồi, gứa da rồi, có cảm biến de. Anh chị coi ha, đã quá đã anh chị ơi. 935 triệu là con xe Fortuner máy dầu số tự động 2020, đăng ký và lăn bánh 2021. Thì ý Tâm muốn nhấn mạnh ở đây là phải cuối 2020 qua 21 mới có form mới đó. Mà anh chị nghĩ là thị trường bây giờ người ta bán nhiêu mà cũng không có được mấy chiếc xe để bán nữa. Tâm thấy là Tâm đớp liền. Còn cái chuyện mà khách hàng tính sau. Còn cái xe này là phải đớp liền, chứ không đớp là mất xe. Gầm nó như cái gầm mới vậy đó. Không có phủ phẹt gì hết nha. Phủ gầm là thua, xe này không phủ gầm. Mới tinh, gốc số Bình Dương. 4 thắng đĩa ABS. Quá mới anh chị ơi. Có cam, cái cam mắt cam như ve này luôn nè. Biển số Bình Dương ha, 84581. Quá mới, quá mới. Mới quá, mới quá. Chỉ nè. Ốc tán nè. Trời ơi. Xanh hai ghế chỉnh điện nha anh chị, ghế lái và ghế phụ đều có chỉnh điện hết nha. Xe này Tâm bao cho anh chị nha. Nói chung là anh chị biết sao, cái ghế này nè nó hay bị xẹp là cái mức độ cao của nó quá nhiều. Thường anh chị bước xuống xe như thế nào, bước xuống xe là ngồi nghiêng góc này, ngồi tì hết cái góc này xuống rồi mới bước xuống xe. Tại sao bên trong này nó không bị nhăn mà bên ngoài là nó bị nhăn? Nguyên do mình cứ bước xuống xe là mình tì đây, tì tì xẹp xuống luôn rồi mới xuống xe. Thì Tâm nghĩ là đó là một cái xe cao quá. Nó không có ảnh hưởng gì tới mặt thẩm mỹ hết nha. Nhưng mà nó bị xẹp cái góc, uổng quá. Để Tâm kéo cái góc lên. 14.000 cây số sai tặng xe. Bao chết test. Xe rin chuẩn, mua từ trong dân ra anh chị. Bữa chào Tâm là mới có 13.500 à. Rồi giá làm giá chưa được, hôm nay làm được rồi mua rồi. Chạy về. Ổng chạy hôm nay nữa, lên mấy trăm cây số, có cân bằng điện tử nha. Cân bằng điện tử nè, eco nè, power nè, chế độ lái nè. Có thằng số như mới anh chị, như mới. Máy lạnh auto nè, lúc nào cũng cái túi khí cũng là đang ở trạng thái chuẩn bị hết nè. Đã lắm, xe tuyệt vời. Bao mới nha, xe này không mới không lấy tiền anh chị. Mới đúng mức luôn. Rồi anh chị không có gì để coi hết. Xe này là bao thầy thợ, bao hãng, bao chết tiết, mọi hình thức nha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 5 2025, tức là đăng kiểm 2 năm nữa nha anh chị. Đăng kiểm tháng 5 2025. Quá đã. Mua làm của là số 1. 935. 935. Chờ anh chị đến đón em nó về. Có cái mà đi tới đi lui cho nó bằng anh bằng chị, bằng em. Nó sang trọng, nó đẳng cấp mà được màu trắng ngọc trai nữa. Sơn rin là 99,9%.
chưa thấy dấu hiệu sơn tốt gì lại hết, quá tuyệt vời anh chị. 61A 84581. Máy này, như mới luôn. Alo alo, nhờ Cường đi rước rồi, em đừng nhờ ai nữa nha. Ai? Không không, đang quay video không nghe điện thoại được. Nên... Mới tin nè anh chị, mới tin. Ốc tán chưa mở ha. Mới quá anh chị ơi. Mới quá mới à. 100% là mới tinh. Trời ơi cái xe nè anh chị coi đi, cái máy nè 935 triệu. Anh chị điện thoại trực tiếp cho Tâm, Tâm không có cần phải lời nhiều đâu. Một chiếc xe như vậy là có lời là bán thôi, nhưng mà cái giá Tâm đưa ra là giá chốt, nên anh chị thông cảm nha. Còn nếu thấy ở đâu giá tốt hơn thì anh chị ủng hộ người ta. Còn đây là giá này Tâm mới có lời nha. Làm giá lâu lắm rồi mới mua được cái xe, quá vừa ý. Trục bô nè, ốc bán nè, nó như xe mới anh chị, chẳng khác gì cái xe mới đâu. Bình nước nhiệt nè, 14.000 cây số. Rồi nhìn cái bô là biết rồi ha, nhìn bô là biết rồi. VIP luôn, quá mới. Bán nhanh cho anh chị nha, 935. Cho con Fortuner, máy dầu, số tự động. Có một số khách hàng cứ tới bớt đi, bớt từ 20, 30 đi. Rồi bán xe gì không bớt. Trời ơi, thiệt luôn, bỏ tay. Không giao dịch được. Tại bên Tâm đạp xuống cái giá thấp nhất rồi. Anh chị đến là chốt thôi. Chứ đừng có bớt, bên Tâm là Tâm không bán được. Còn cái chỗ khác người ta bớt 2, 30, 4, 50 luôn. Mà đi coi cái giá của người ta đi. Trời ơi trời, nó trên nhau đâu 50 á. Mà sao mà không bớt 2, 30 được. Còn giá Tâm đạp thấp nhất rồi, anh chị bớt nữa tội lắm, bán không được. Đây là con xe rất là mới anh chị, mới hoàn toàn. Tâm sẽ đứng ra chịu trách nhiệm những cái lời nói của mình cũng như là cái video này, nên anh chị cứ yên tâm chốt đơn mua về xài thoải mái. Nếu như xe này xảy ra sự cố không hài lòng, chưa vừa ý thì bên Tâm là người chịu trách nhiệm nha, chứ không phải là ai hết. Nói được làm được nha anh chị. Ô tô Duy Tâm có thương hiệu và địa chỉ là ở tại gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. Đến xem xe thực tế, được thì chốt. Rất là nhiều xe tại công ty đang chờ anh chị đến để phục vụ. Và theo địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. Và gọi điện vào số điện thoại là 0917215512. Đến xem xe thực tế, rất là nhiều sản phẩm tại công ty đang chờ anh chị nha. Tôi xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại ha. Fortuner máy dầu, form mới, form 2021. Số tự động. Bán cho anh chị 935 cành. Đây là một sản phẩm tuyệt vời chứ không phải là sản phẩm bình thường. Anh chị tới thấy cái xe này mà chơi nữa thì dẫn vô mua xe hãng luôn, khỏi đi mua xe cũ nữa. Nó như vậy luôn đó anh chị. Dẫn vô mua xe hãng luôn, khỏi đi mua xe cũ chi mất công ha. Quá mới. Rồi, Tâm kết thúc video ở đây, xin hẹn gặp lại nha. Bà con hãy nhớ follow và đăng ký kênh ô tô Duy Tâm nha. Tâm xin chân thành cảm ơn, xin hẹn gặp lại.